càn về một chiều hoang tím mây buồn hạt hiu. Giêsu buộc đầu xác thân ra rời mình với giữa trời. Con nhìn lên cao chiều nào bên Chúa tâm hồn tài tê. Chia nỗi sầu cùng người cha yêu. Con sinh ra cao vây đóng vào tâm giá đóng trái tim con. Cho quên đi kiếp sống những ngày yêu làm cha yêu mình. Trên đồi can về người mẹ yêu dấu đứng gần xa con, tâm can bồi hồi vùng yên giữa trời mẹ như trên trời. Bây giờ chia ly thì mẹ còn đâu nữa thấy được xác con, bao nhiêu lỗi lầm đâm nát lòng người mẹ yêu thương. Con xin giơ cao tay đóng về tâm giá đóng trái tim con. Cho quên đi kiếp sống những ngày đi hoang làm cha yêu hình. Con xin giơ cao tay tâm giá tâm xa cũng đầy như đêm kia thắm mãi dưới đồng quê tình mến trọn đời. Con xin giơ cao tay đóng vào tâm giá trong trái tim con. Cho quên đi kiếp sống những ngày đi hoang làm cha yêu mình. Con xin giơ cao tay đóng vào tâm giá tâm xa con đây. Như đêm kia thắm mãi lưỡi đồng khơi lên tình mến trọn đời. Như đêm kia thắm mãi lưỡi đồng tình mến trọn đời.
gia công chúa để con lo buồn đau đớn cùng che gánh mọi tội con trên lên mọi sự con dâng lòng chúa cái và nhờ ơn chúa thì con sẽ lành xa dịp tội cùng làm việc lên trời cho xưng ngóm nóm sự thương khó Đức Chúa Giêsu thương ơi con Đức Chúa Trời ra đời chịu trăm nghìn sự thương khó vì tội thiên hạ ý hình thứ sau thì ngâm khi Phi-la-tô thấy dân chẳng chịu tha Đức Chúa Giêsu thì phó cho một cơ quân là 666 người mà khiến đánh Đức Chúa Giêsu cho đẹp lòng dân du rêu nghĩ nhí bây giờ nó lột áo ra liền trói chân tay vào cột đá nghĩ đoạn lấy cha gái cùng dây da và lòi tối sắt đánh cả và mình Đức Chúa Giêsu giữ 5.000 đòn cho nên nát hết thịt ra xem thấy xương chẳng còn nơi đâu lành mặt mũi chẳng còn hình tượng người nhớ trước nữa sao lẽ bấy nhiêu quân ấy chẳng có ai thương Đức Chúa Giêsu sốt nó đánh nhọc mỏi tay mà lòng người còn muốn chịu khó nữa vì tội thiên hạ nghĩ khi ngắm bấy nhiều sự thì nguyện một kính lạy cha một kính kính mừng thương Đức Chúa Giêsu phải đòn nhớ kẻ trộm cướp trước mặt thiên hạ nghĩ
xin cho chúng con dốc lòng chừa mọi tội, kẻo làm cho Đức Chúa Giêsu phải đòn làm vậy. Thì an men dạy trang có trên trời chúng con nguyện xin cho chúng con hôm nay đang thử hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con, nên chớ để chúng con ra sức cám dỗ nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc đời Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi ngày nữa, và Giêsu ân lòng bà gồm phúc lạ ơi. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Ta có đời vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời trang lang vui vẻ vô cùng. Amen. Thì thứ bảy thì ngắm khi quân dữ đã đánh Đức Chúa Giêsu đoạn thì người mặc áo vào mà áo ấy dính máu nơi dấu đòn đánh, thì quân dữ lại giật áo đi. Cho nên máu nơi dấu lại chảy ra theo, bây giờ nó khiến Đức Chúa Giêsu mặc một áo đỏ, đoạn lấy cha gai khoanh tròn làm nén, đóng vào đầu Đức Chúa Giêsu. Bảy mười hai cá hề gái thì lọt vào ốc, máu chảy xuống đầy mặt ròng ròng. Đoạn nó khiến người ngồi mà quỳ xuống nhạo rằng: Tâu vua Giêsu, cùng nhổ ngang mặt
lấy rồi mà vã trên cái lót vào cho lắm. Có kẻ thì vã ngang mắt, cho nên máu trong miệng lại chảy ra. Khi ngắm bấy nhiều sự thế nguyện một kính lạy cha, một kính kính mừng thương đức Chúa Giêsu là Chúa thật trời đất. Xin cho chúng con thờ phượng cùng kính mến trên hết mọi sự. Thì an men. Tao đồng đành
bấy làm sao dân thưa rằng chúng tôi có một vua tên là Kê-sa-rê. Bây giờ Phi-la-tô thấy bất công, sợ dân cao mình cùng vua chăng, thì phó Đức Chúa Giê-xu cho mặc dân đem đi giết đi. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, một kinh kính mừng thương Đức Chúa Giê-xu, xin cho chúng con giữ nghĩa cho đến trọn đời, sợ bắt trước cao quân dù reo chẳng nhìn Đức Chúa Giê-xu làm vậy. Thì an men này cha lăng vô trên trời vâng nguyện danh cha tháng nước cha đi đến đi cha thiên chưa nữa cũng như xin nhà cho con nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con ra trước cam dỗ nhưng nếu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vâng Maria đầy ơn phúc nơi Chúa Trời cùng bà thứ chín thì ngắm khi quân dù dèo đóng cây thánh giá nặng lắm mà khiến Đức Chúa Giê-xu vác đi. Thế người yêu nhọc hết sức vác đi lâu ngã xuống đất mà cuốn giữ chẳng thương, lại đập dậy dục đi cho chóng. Mm-hmm.
sau nữa nó sợ người chết dọc đường, chẳng đến nơi chẳng thế, nó mượn một người đi đang vác đỡ thì khi ấy cả và thiên hạ theo mà xem. Sống lẽ những người mến Đức Chúa Giêsu thì thương khóc lóc thì bây giờ người mến Đức Chúa Giêsu trở mặt lại mà rằng: ở con thành Giê-ru-sa-lem, chớ khóc thương ta làm chi, một khóc thương bay cùng con cháu bay. Ngày sau phải khốn mà chơi, đang khi người còn vác thánh giá đi, thì có một bà ấy tên là Veronica thấy mặt mũi Đức Chúa Giêsu nhớ máu chảy ra, thế bà ấy trao khăn cho người lột mặt đi. Hết hình tượng mặt liền in vào trong khăn ấy, rồi hãy còn ở thành Roma khi ngắm bấy nhiều sự, thì nguyện một kính lạy cha một kính kính mừng thương Đức Chúa Giêsu vác thánh giá nặng là tội chúng con. Xin cho chúng con được lòng ghét tội, kẻo làm khổ
khôn cho Đức Chúa Giêsu làm vậy. Thì an men. Giêsu Nazareth
là vua Giuseo. Đoạn đóng ván ấy vào thánh giá ý hình. Thì quan viết chữ ấy cho xấu hổ, song lẽ ý Đức Chúa Trời khiến viết chữ ấy cho thiên hạ biết. Đức Chúa Giêsu dù mà chịu hèn hạ làm vậy thì cũng là vua thật. Giêsu cùng khắp mọi nước ý. Thì đoạn nó đào lỗ dựng thánh giá lên. Khi ấy giấu hai tay Đức Chúa Giêsu bởi sắc nặng thì sạch ra. Máu chảy xuống đất ròng ròng. Thì bấy giờ bốn người cơ quan lấy áo ngoài Đức Chúa Giêsu cắt chia ra làm bốn phần, còn áo trong thì để vậy mà bắt thăm. Ai được thì lấy trót ý. Thì đoán những sai cùng các quan cả và thiên hạ nhạo cười làm cho xấu hổ. Mà Đức Chúa Giêsu liền rằng: Con xin Đức Chúa Cha tha tội cho nó, vì nhầm chẳng biết ý. Thì khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy Cha, một kính kính mừng. Thì thương Đức Chúa Giêsu chịu đóng đánh vì cả và loài người ta ý. Thì xin dâng mình chúng tôi cho Đức Chúa Giêsu, vì đã lấy hết máu mình
mà chuộc tội cho thiên hạ. Ngày xưa thánh gia đã đền hy sinh, máu Chúa chan hòa ghi dấu ân tình. Giờ đây xin Chúa trở lại bàn thánh, hiến dâng của lễ cứu độ trường sinh. Từng giọt rượu nho và bánh dâng trên bàn thánh, thành mình con Chúa nuôi sống muôn dân muôn đời. Là ngọn lửa cháy sưởi ấm bao cõi lòng thánh, là một tình yêu của Chúa hiến cho nhân loại. Yêu thương cha không quan ngại, đón nay muôn ngàn khốn khó. Năm tháng cha luôn vạn đời, hết tình theo một Chúa thôi. Thì chúng con dâng năm sự thương khó đưa Chúa Giêsu cho Đức Mẹ hỷ, thì lạy ơn rất thánh Đức Mẹ Maria, lòng rộng rãi cực nhân cực thương. Xưa thấy con là Đức Chúa Giêsu, dù đã bắt đồm cho quân dù rêu, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải giáo sắc thấu qua lòng vậy. Thì lại thấy Đức Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát hết cả và mình, chịu đôi má hầu gai, phạc thánh giá nặng, chịu đóng đánh mình trên cây thánh giá, chịu chết vì tội thiên hạ. Thì lòng Đức Mẹ cùng cả và mình nó buồn sầu lão không đông, như phải đóng đánh mình trên cây thánh giá vậy. Hỡi chúng con là kẻ rất hèn mọn, đã nguyện và ngắm năm sự
Thượng Phó Đức Chúa Giêsu, thì dâng cho Đấng Mẹ như cây hoa đỏ mau thanh Đức Chúa Giêsu nhuộm, làm cho thơm tho loài người ta hi. Thì vì vậy chúng con cậy vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, cùng xin Đức Mẹ cầu cùng Đức Chúa Giêsu cho chúng con được mạnh sức trong linh hồn, cùng biết nguyện ngâm và mến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu, cùng ở khiêm nhường bằng lòng chịu những sự khốn nạn sau, cùng sự âu lo lo buồn thế gian mà hằng hằng giữ việc lành phúc đức cho đến giờ qua khỏi đời này, được giữ một lòng kính mến Đức Chúa Trời, cho được ơn Đức Chúa Giêsu. Thank you.